Chào mừng các bạn đến với một chiếc ghế. Chiếc ghế này có tên là Backstation. Giá tiền cái máy này là 30 triệu. Rồi, chào mừng các bạn đến với một chiếc ghế. Chiếc ghế này có tên là Backstation. Vậy thôi. Thuộc dòng Performance Plus Mỹ Đế 2N, tả khung thép nguyên khối, nhưng bị mấy thằng đạo chích nó chơi 4 ngón ngựa rồi. Đây, các bạn sẽ nhìn tình hình đây. Nó không phải nó vậy bạn, nó có móng ngựa nữa. Móng ngựa nó đẹp lắm, nó ụp vô cái này nè, để ra đây là đẹp lắm. Wow, 4 đạo chích luôn. Đồ nó chơi xe hơi lụm 4 bánh. Nó kê lên đóng gạch. Đây, 4 móng ngựa thôi, bị khốn nạn nào lấy. Bởi vậy nhiều khi tức cây cú. Giá tiền cái máy này là 30 triệu. Thì 4 móng ngựa đó đã bị chơm rồi, là một điều gì rất là buồn, gì muốn nói nữa. Và cái giá tiền cái máy này là 30 triệu. Rồi 30 triệu là hồng nghi tình thương, tại giá nó tới 30 triệu 500 ngàn nữa. Nhưng mà cái tập của Duy á, số lẻ gì mà về gì đấy đó. Đó. Nên à, trước khi đi qua những bài tập trên ghế này thì chỗ này là chỗ chỉnh nè các bạn. Nó là cái dòng Performance Plus thì không có gì phải nói cả, đặc trưng. Cái chỗ nào mà đặc trưng của Performance Plus là nó cong cong vậy nè. Miếng này giống như là xã hội trí tuệ của nó vậy đó. Cha con nó cái hắc quắc cũng vậy, hắc quắc cũng vậy, mà cái less fat cũng vậy. Nhớ chưa? Nó cái miếng cong cong rồi nè. Mà giờ cái chỗ cái máy nhỏ xíu thôi mà không làm nhìn nó gớm á, nhìn nó rất là nó nói chung là rất là rồ. Vậy đi. Thì ở cái dòng mà Evolution đó, nó cũng có cái máy giống vậy nữa. Dòng mà middle end á, nó cũng có cái ghế giống một chút đúc luôn, rẻ hơn. Thì nói chung là cái dòng này có gì thì dòng kia nó không có vậy, nhưng mà cái dòng Pro Performance Plus á thì nó đa dạng hàng hơn, còn kia thì nó ít hơn chút. Rồi, tập này bách thì đơn giản thôi, ghế này quan trọng, thích hợp cho những bạn là tập lưng. Rất là nhiều người thích dạng ghế vậy. Mà này chỉ quận 9 mới có nha bạn. Quận 9 mới có chứ quận mà Bình Tân với 12 đi ngủ. Nhưng mà cái ghế này á, có mấy ông nội tập ghét nhất cái màn mà kêu tạ, nó thẳng luôn á, vì rất ghét, nhìn rất dị hợm, tập sợ té hay sao á. Tôi khẳng định với các bạn luôn, cái máy này mà Việt Nam làm cũng không té nữa. Các bạn cứ nghĩ nó lắc dễ té, tại vì khi cái sàn nó không được ấy thôi chứ có gì đâu té. Nên kêu tạ vô tập không đóng nhiêu tiền hết trơn, làm hư máy người ta, đúng không bạn? Tập không biết lịch sự đâu, thề luôn á. Cái đó là một, nhưng cái thứ hai nữa, có mấy ông nội ôm tạ, ôm xong chọi đây nè, nhìn điên máu không chứ. Nó nên tập á, trước khi các bạn mà vô phòng gym bằng tập bằng làm ơn coi video những xuyên máy của người ta, vô tập người ta mới thích, hiểu không? Vô tập đơn giản thôi, cầm cây chống chỉnh cho phù hợp, chỉnh cho phù hợp. Đố bạn tại sao mà có mấy chỗ mà nó làm này là nó liền nha, nó liền vô con gái tập được, con trai tập không được ba. Thề luôn, có. Tại bạn chưa tập bạn chưa thấy thôi. Có mấy cái chỗ là làm cái miếng này nó liền luôn nè. Ông thấy chưa? Ông nào thấy đồ ông comment cho tôi một cái, làm miếng này liền luôn, tập cứng tấy bà luôn. Hiểu không nổi. Đó, giờ thấy hiểu chưa? Hiểu cái miếng này tại sao nó rời hai miếng chưa? Không. Hiểu chưa? Không được nữa. Thấy không? Rồi ok, gập nhiêu đó gập. Đó. Ồ, gặp vừa rồi gặp, nó tập vô đã cái lưng lắm bạn, này được cái tập rất là đã hết luôn. Ồ, vừa. Đã, rất đã luôn. Ok, thì cái này tập lưng dưới á, là cái cơ co cái đây nè. Cái cơ co này, nó cơ bắp tay xanh bắt cơ co này là một phần mà nó căng luôn cơ đùi sau, cơ mông, bắp chuối. Nói chung là cái bài tập này nó nguyên mặt sau. Cái chữ back này á, nó không đơn giản là lưng, mà back là cái phía sau luôn đó. Nên các bạn tập á rất là ok. Để đây nặng hơn nè, để đây vừa nè, ok, gập lên thẳng lưng. Hả? Rồi. Chỉ bằng tiếp tập xiên. Tập xiên là tập bên. Đó, có vẻ là tập xiên là cái này nó hấp đúng không? Chỉnh cao lên chút.
Đó. Tập xiên. Chân dưới để bình thường. Hai mũi chân nó để vậy đó. Rồi ok. Bụng quá. Xiên. Vô phải xin được không nội? Không. Ok. Đổi ngược lại. Đó. Không. Ok chưa? Ok chưa? Thêm bài lụm banh nữa. Rồi ok. Rồi lụm. Mình sẽ nổ kết hợp nha bạn. Mấy thằng BT không biết dạy đâu. Đó. Được chưa? Rồi tiếp tục. Không làm vậy ôm luôn. Xui quá ba. Thả cho banh xuống nó rớt ở đây thì không sao. Rớt ở đây văng đằng kia lụm. Trời ơi. Đau lưng quá. Đau lưng quá. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy mỗi lưng lắm bạn. Nó căn bản á là cái ghế này bạn chơi hai bài. Bài lưng với xoay. Nhìn nè. Đó. Để vậy đúng không? Ok đúng không? Nhớ chưa? Bởi cái banh nó quan trọng lắm bạn. Chỉ có banh nó mới chơi được mấy bài thôi. Mình viết khai thác ưu điểm của banh nha. Đổi bên. Rồi vô. Kết thúc một cái ghế tập đơn giản nhưng mà nó quan trọng. Cái bài này nó thiết thực nên phòng gym các bạn chắc chắn là phải mua cái máy này rồi, không thể khác được nha. Không có máy này chị em phụ nữ vô ta kêu dữ lắm đó. Đàn ông như tôi cũng tập cũng kêu nữa. Thật sự thì dữ ít tập bài này, tại vì cái này dành cho những cái đối tượng mà nó thấp hơn, tượng mới tập functional hay là cái lưng họ có vấn đề, cái lưng có vấn đề vô thoát vị địa điểm hay là lưng bị chấn thương cuộc sống gì đó, nó vô chơi này được. Chứ mà vô kêu deadlift cái vô hòm luôn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là cái máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tà thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Forex 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Đây.